quý vị theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, theo văn phòng thống kê quốc gia ONS, nợ trong của lĩnh vực công tại Anh đã vượt mức 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong tháng 5 2023 khi các khoản vay đều vượt dự kiến. Nợ trong của lĩnh vực công không bao gồm nợ của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước ở mức 2.567 tỷ bảng, tương đương khoảng 3.280 tỷ đô la Mỹ, đây là lần đầu tiên nợ sòng của lĩnh vực công vượt mức 100% GDP kể từ năm 1961, dù đã tạm thời được ghi nhận là vượt mức này trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, trước khi được điều chỉnh giảm sau đó. ONS cho biết các khoản vay của chính phủ trong tháng 5 ở mức 20.045 tỷ bảng, vượt dự đoán của các nhà kinh tế là 19,5 tỷ bảng. Tuy giảm 3 tỷ bảng Anh so với tháng 4, con số này vẫn cao hơn gấp đôi so với tháng 5 2022. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Brazil hôm qua quyết định lần thứ bảy liên tiếp duy trì lãi suất cơ bản ở mức 13,75% một năm, một tỷ lệ có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2022. Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Brazil đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, đồng thời cho biết chiến lược duy trì lãi suất cơ bản trong một thời gian dài đã được chứng minh là đủ để đảm bảo cho quá trình giảm lạm phát. Quyết định của Ngân hàng Trung ương được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Lula da Silva cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn liên tục chỉ trích rằng mức lãi suất hiện tại là quá cao. Theo các nhà phân tích thị trường tài chính, dự báo lạm phát của Brazil năm nay là trên 5%, năm 2024 là trên 4%, trong khi đó lạm phát mục tiêu là 3,25% cho năm 2023 và 3% cho năm tới. Mỹ hôm qua đã cấp phép cho hai công ty khởi nghiệp bán thịt gà nuôi cấy trực tiếp từ tế bào động vật. Như vậy, sau Singapore, Mỹ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới cho phép bán thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm qua cho biết đã phê duyệt hệ thống an toàn thực phẩm tại các cơ sở của Zippsai Foods và Goodmeat, với việc hai công ty này sẽ nhanh chóng bổ sung các sản phẩm thịt gà nuôi cấy tại một số nhà hàng chọn lọc. Hồi tháng 11 năm ngoái, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép tương tự, trong đó xác nhận rằng thịt gà nuôi cấy của hai thương hiệu này an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Một số công ty khởi nghiệp đang hướng tới sản xuất thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, loại thịt cho phép con người tiêu thụ protein động vật mà không gây hại cho môi trường. Israel là công ty đầu tiên được phép sản xuất thịt nhân tạo tại Singapore vào năm 2020. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kinh đào Suez của Ai Cập, ông Osama Rabie hôm qua cho biết doanh thu của tuyến hàng hải này trong tài khóa 2022-2023 đã tăng 35%, lên mức kỷ lục 9,4 tỷ đô la Mỹ số lượng tàu quá cảnh và khối lượng hàng hóa được vận chuyển qua kênh đào Suez đều ghi nhận mức kỷ lục lần lượt là 25.887 lượt tàu và 1,5 tỷ tấn. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, ông Rabi nhấn mạnh việc SCA triển khai một loạt dự án phát triển là nhân tố then chốt dẫn đến các kết quả hoạt động khởi sắc của kênh đào Suez trong tài khóa 2022-2023. Trong đó đáng chú ý là dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường biển dài hơn 190 km này. Ông Rabi cho hay, SCA đang chuẩn bị cho bán 20% cổ phần trong Canotraf, công ty con của SCA đang có lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán Ai Cập, như một phần trong chương trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO. Ông hy vọng việc chào bán cổ phần trong Canotraf sẽ tạo thêm doanh thu cho kênh đào Suez, là tuyến hàng hải quan trọng nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Kênh đào Suez chiếm khoảng 12% khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của thế giới. Hôm qua, tập đoàn OMV của Áo cho biết sẽ khai thác một mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ ngoài khơi Romania ở Biển Đen. Đây là một quyết định được chờ đợi từ lâu trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt. OMV Petrom và đối tác Gumgas của Romani sẽ đầu tư 4 tỷ euro vào dự án khai thác mỏ Neptune Deep, một trong những mỏ khí đốt lớn nhất ở châu Âu. Mỏ này có lượng trữ khí đốt có thể thu hồi vào khoảng 100 tỷ mét khối dự án đầu tư khai thác mỏ Neptune Deep có thể đưa Romani trở thành nhà sản xuất khí đốt lớn nhất ở lục địa già. Dự kiến đường ống dẫn khí đốt từ mỏ Neptune Deep sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2027. Giám đốc điều hành của OMV, ông Alfred Stern, cho biết mỏ sẽ cung cấp nguồn năng lượng ổn định và an toàn cho khu vực. Romani có lượng trữ khí đốt đáng kể trên đất liền và trên biển. Trong khi đó, châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của Nga. Renault Korea Motor, chi nhánh Hàn Quốc của tập đoàn Pháp Renault, hôm qua cho biết đang đàm phán với chính phủ Hàn Quốc để sản xuất xe điện tại nhà máy duy nhất ở Busan, trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô đang đẩy mạnh quá trình điện khí hóa. Hôm qua, thị trưởng Busan là ông Park heung jun đã gặp phó chủ tịch điều hành Renault là Gado Haddad tại Paris, trong chuyến thăm Pháp để thúc đẩy nỗ lực đăng cai World Expo 2030 của Busan. Theo hãng tin John Hub, trong cuộc họp, ông Haddad cho biết Nhà sản xuất ô tô Pháp đang có kế hoạch đầu tư vào nhà máy Busan để sản xuất 200.000 chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện mỗi năm. Renault Hàn Quốc hiện đang sản xuất 3 mẫu xe tại nhà máy có công suất 300.000 chiếc một năm ở thành phố cảng phía Đông Nam. Từ tháng 1 đến tháng 5, doanh số bán xe của Renault Hàn Quốc đã giảm 10% so với cùng kỳ xuống còn 57.550 chiếc so với 64.145 chiếc trong cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm mạnh phiên hôm qua khi các nhà đầu tư cân nhắc bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed Jeremy Powell trước Quốc hội. Chốt phiên hôm qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,3% xuống 33.951,52 điểm. S&P 500 giảm 0,52% xuống còn 4.365,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,21% xuống 13.502,20 điểm. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi nhà đầu tư thở phào sau đợt phục hồi tuần trước đưa thị trường lên mức chưa từng thấy trong hơn một năm và cân nhắc bình luận mới nhất của Chủ tịch Powell. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ, ông Powell nói rằng khả năng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa khi Fed cố gắng làm chậm tốc độ tăng trưởng và kiềm chế áp lực giá cả, mặc dù đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp hồi tuần trước. Ông nói, áp lực lạm phát tiếp tục tăng cao và quá trình đưa lạm phát trở lại mức 2% còn một chặng đường dài, sẽ mất thời gian để thấy tác động đầy đủ của các giải pháp tiền tệ. Việc tăng lãi suất nhưng với tốc độ vừa phải hơn là điều hợp lý. Bình luận về phát biểu của ông Powell, ông David Welsow, thành viên viện Brookings cho biết, Fed đã phát đi tín hiệu về việc tăng lãi suất thêm hai lần nữa. Điều này sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường. Trong khi đó, bà Jenna Smilek, phóng viên mảng kinh tế và chính sách thuộc tờ thời báo New York bình luận, Chủ tịch Fed đã nói rất rõ ràng là lãi suất sẽ tăng. Theo tôi, tiếp theo có thể là mức tăng 0,5 điểm phần trăm, đây sẽ là một sự chuyển đổi chiến lược từ những gì Fed đã làm. Chứng khoán châu Á đã khởi sắc phiên sáng nay sau bình luận của ông Powell. Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản ở mức 522,93 điểm. Chỉ số này đã giảm hơn 2% trong tuần và đang trên đà đạt được chuỗi 3 tuần tăng điểm. Chỉ số S&P AS200 của Úc mất 1,17%, trong khi Nikkei của Nhật Bản giảm 0,25%, thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông đóng cửa nghỉ lễ. Sáng nay, giá dầu giữ vững hầu hết mức tăng của phiên trước, khi thị trường cân nhắc việc dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm so với triển vọng nhu cầu sau khi chủ tịch Fed gợi ý về việc tăng lãi suất, giá dầu Brent giao sau giảm 0,1% xuống 77,04 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,1% ở mức 72,48 đô la Mỹ một thùng. một trong những điều thu hút khách du lịch Hàn Quốc nhất đó chính là các khu phố ẩm thực với các món ăn vặt lạ miệng, thơm ngon và nóng hổi. Sau thời gian dài đại dịch, các món ăn vặt truyền thống ở xứ sở kim chi đang trở lại. Jajwa còn được gọi là bánh mật ong và đồ ngọt làm từ bánh gạo đang phổ biến trong thế hệ trẻ. Hơi nước từ bánh gạo mới ra lò và hương thơm ngào ngạt của nó tràn ngập căn bếp. Các loại bánh gạo thường được gọi là món ăn vặt của ông bà nay đang trở nên phổ biến trong giới trẻ. Chị Lee Sung-hee, công nhân nhà máy bánh gạo cho biết, trước đây những món ăn vặt này thường là để đáp ứng nhu cầu của người già. Vì vậy chúng tôi thường đóng gói với số lượng lớn, nhưng giờ đây chúng tôi có gói riêng để đáp ứng nhu cầu tăng vọt từ các hộ gia đình độc thân và những người trẻ tuổi. Duy trì độ dẻo của bánh gạo là điều cần thiết và điều này được thực hiện nhờ công nghệ cấp đông nhanh. Hàn Quốc có một phương pháp đông lạnh nhanh đặc biệt đã được cấp bằng sáng chế phù hợp với đồ ăn vặt làm từ bánh gạo giàu tinh bột được giao và bán ở trạng thái đông lạnh, tuy nhiên cả hương vị và kết cấu đều tươi ngon cho đến khi tiêu thụ. Lúa mạch từng được xem là lương thực của người nghèo, nhưng giờ đây, đây là nguyên liệu cho đồ ăn vặt. Nó cũng được pha trộn để tạo ra cà phê có hương vị không cà phê in. Đồ uống làm từ lúa mạch này đang nhắm thế hệ MZ, chỉ những người sinh từ năm 1981 đến 2010. Ông Kim Jae-jun, giám đốc điều hành công ty chế biến lúa mạch cho biết, những người uống cà phê vào buổi chiều thường mất ngủ, vì vậy rất nhiều người chọn sản phẩm không chứa cà in của chúng tôi và hiện nay nhu cầu đối với sản phẩm này càng tăng đối với các sinh viên chuẩn bị thi và nhân viên văn phòng món ăn vặt và đồ uống kiểu cũ có thể là ký ức của các thế hệ trước nhưng công nghệ thực phẩm hiện đại đã lột xác những sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu hiện đại hơn ông anh ho kyun chủ tịch cơ quan xuất tiến công nghệ nông nghiệp hàn quốc cho biết chúng tôi đang tìm kiếm các công ty sản xuất các sản phẩm dựa trên nền tảng nông nghiệp nhắm đến người tiêu dùng từ thế hệ mz một kỷ nguyên mới đang mở ra trong ngành công nghiệp thực phẩm với sự trở lại của các món ăn vặt truyền thống cùng nét hiện đại trong quy trình sản xuất cũng như bao bì. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.